Xin chào các bạn. Hiện tại là khi nhận được giải á quân của cuộc thi Metrobyte của mạng sinh nhân văn 2019 thì em vô cùng là hạnh phúc và rất là vui vì ngày hôm nay mình có thể vượt lên chính bản thân của mình để có được giải thưởng này. Thật sự thì đây là một cái sự tính toán từ trước, chứ không phải là ngẫu nhiên mà Diễm My đăng ký tham gia cuộc thi Metrobyte của mạng sinh nhân văn. Từ đầu thì Diễm My đã có niềm đam mê rất là lớn với nghề MC và đã theo đuổi nó bằng cách là My trở thành học viên của Học viện MC Academy. Và trong cái quá trình mà My học ở học viện thì thật sự là một cái sự thay đổi lớn trong Diễm My. Những ngày đầu thì Diễm My còn đớt lắm và nhiều cái mình còn sai lắm, mình chưa có đủ bản lĩnh để mình đi thi đâu. Nhưng mà khi mà trải qua một quá trình học khoảng một tháng ở học viện thì chính chị MC Hoài Hương đã cho mình một cái bản lĩnh rất là lớn, cho mình một cái sức mạnh để mình có thể tin vào chính bản thân mình, để mình có thể vượt qua cái giới hạn của bản thân mình, và mình đã quyết định đăng ký tham gia cuộc thi này. Đầu tiên thì Diễm My muốn nhắn gửi một lời rất là tri ân, một lời tri ân rất chân thành đến chị Hoài Hương. Thật sự cái đêm mà trước khi My thi thật sự My cũng có chia sẻ với chị là My sợ, My không có tự tin, My cảm thấy My chưa đủ bản lĩnh để mà có thể hết mình trong cái đêm chung kết này. Nhưng mà chính chị Hoài Hương đã cho Diễm My cái sức mạnh đó. Chính chị là người đã động viên My hãy cố lên và hãy tin vào chính mình. Và luôn luôn lúc nào cũng vậy, chị luôn cho My một cái câu thần chú rằng Nguyễn Diễm My chắc chắn sẽ làm được, chắc chắn là Nguyễn Diễm My. Mình cảm ơn chị rất là nhiều. Chắc chắn My làm được. Và mình muốn nhắn gửi đến những bạn đang chập chững và đang loay hoay bước vào nghề MC. Mình đam mê nhưng mà mình chưa biết mình đi theo con đường nào. Thì một lời khuyên chân thành, hãy đến với MC Academy. Thật sự đối với mình á, khi mình thật sự mình không biết là mình sẽ bắt đầu từ đâu luôn nữa. Nhưng mà nhờ có học viện, nhờ có chị Hoài Hương, mình đã bắt đầu bước đi một cách vững chắc hơn trên con đường theo đuổi đam mê của mình.